Kính thưa quý vị, như chúng tôi có dịp chia sẻ trong những chương trình trước đây là sâu nhạc nghệ sĩ với cung đàn luôn chào đón những sáng tác mới của các nhạc sĩ từ xa gửi đến tham dự. Để tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị khán giả của đài Little Saigon TV thưởng thức một sáng tác mới của hai nghệ sĩ từ Arizona với ca khúc Một Tình Yêu Rất Chân Thành. Như chúng tôi có dịp tiếp xúc với ca sĩ Thái Ngọc Nhung, cô chia sẻ lý do và cảm xúc về bài hát này. Theo ca sĩ Thái Ngọc Nhung, trên đời này mỗi tình yêu khi chúng ta đến với nhau cũng do duyên số, và không ai có cái may mắn là đến với nhau biết được trước người mình đến có sự chân thành hay không. Nên khi cô tìm được tình yêu chân tình đó đã tạo nên cảm xúc để viết bài hát này. Xin mời quý vị cùng lắng lòng để nghe những rung cảm được cảm nhận từ một tình yêu chân tình qua những nốt nhạc và lời hát của sáng tác mới này của Thái Ngọc Nhung và Trần Đại với Một Tình Yêu Rất Chân Thành. Quen biết anh, tình yêu ấy cho em mặn nồng. Từ khi quen biết nhau, những suy tư em hoài nhớ người. Vì em đã mang cho anh một cảm giác trong tim hoài mong. Em biết chăng em, anh cảm ơn em đã cho anh một tình yêu rất chân thành. Này anh hỡi, tình yêu đắm đuối, anh luôn kề bên, ngây ngất trong ta, mãi mãi yêu em, tha thiết mối tình xin, hãy cho trao nhau một nụ hôn nồng ấm, vì tình yêu đó mặn nồng. Trôi qua tình ta mãi không phai nhạt màu, mình đắm đuối bên nhau, trao cho nhau một giấc mộng đẹp. Vì em đã mang cho anh một cảm giác trong tim hoài mong. Em biết chăng em, anh cảm ơn em đã cho anh một tình yêu rất chân thành. Này anh hỡi, tình yêu đắm đuối, anh luôn kề bên, ngây ngất trong ta, mãi mãi yêu em, tha thiết mối tình xin, hãy cho trao nhau một nụ hôn nồng ấm. Trong ta tha thiết mối tình xin, hãy cho trao nhau vì tình yêu đó rất chân thành, hãy cho trao nhau một nụ hôn nồng ấm vì tình yêu đó rất chân.
Em cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của em và đã cho em một tình yêu rất chân thành. Em, anh mong rằng tình yêu em dành cho anh mãi mãi vĩnh cửu trong tim anh. Kính thưa quý vị, nhắc đến địa danh Bắc Ninh, chúng ta nghĩ ngay đến dân ca quan họ. Đây là một hình thức hát giao duyên giữa các liền anh, liền chị. Đây là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng, một hình thức hát giao duyên giữa hai nhóm nam và nữ, với các anh trong truyền thống áo dài, khăn xếp, áo the và những chụy duyên dáng trong những bộ áo mớ 7, mớ 3. Đầu thì đội những thúng quay thao, cùng hát những câu đối với nhau, rất đầm thắm theo lối hát truyền thống, mà phần lớn những bài hát này rất là mộc mạc, thể hiện nét văn hóa tinh tế của người hát quan họ. Người ở đừng về là tên của một bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh, thường được cất lên những lúc hội tàng và khi chào giã biệt nhau. Bài hát rất nghe da diết, khẩn khoản, như muốn níu kéo người nghe ở lại. Tình cảm của những người hát không chỉ thể hiện qua những câu hát lời ca, mà còn thể hiện qua những lối dặn dò với nhau. Những tâm tình của làn điệu dân ca quan họ này với bài hát Người ở đừng về ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua sự trình bày rất điêu luyện của ca sĩ Nhật Linh. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.